Xin chào các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại cùng với mạng Starnet. Chúng ta đang thực hiện một cái nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ ở trên Starnet.quest. Thì cái nhiệm vụ của đợt này khá là đơn giản, không có gì là khó các bạn ha. Thì đầu tiên các bạn phải follow Starnet.quest này, thì hầu hết các bạn đã follow sẵn rồi ha. Follow Orbiter thì các bạn không còn lạ lẫm đối với cái cầu Orbiter này nữa. Chúng ta sử dụng được với rất nhiều mục đích khác nhau, cùng với chúng ta có thể bridge từ rất nhiều mạng với nhau. Rồi, retweet này thì đơn giản rồi. Cái ví của các bạn sẽ phải có đăng ký sẵn một cái tên miền Stack, là tên miền của Starnet các bạn ha. Thì cái này cũng rất là đơn giản rồi. Và cái việc mà khó nhất nhưng mà trong cái chuỗi nhiệm vụ này thôi các bạn ơi, chứ còn thực ra là cái việc này làm rất là đơn giản, đó là các bạn sử dụng cầu nối Orbiter Final, các bạn read bất cứ một cái số lượng ETH nào, họ không quan trọng, chỉ cần có một cái transaction để chuyển ETH từ bất cứ một cái mạng nào mà Orbiter Final hỗ trợ sang mạng Starnet là ok. Thì đây, các bạn có thể sử dụng Arbitrum cho nó rẻ ha. Rồi các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái cầu nào đó, thì các bạn xem các bạn có ETH từ cái cầu nào mà nó hỗ trợ thì các bạn chuyển qua, thế là sau khi nó chuyển qua hoàn thành là các bạn đã hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi. Ở đây thì nếu các bạn bridge ETH thì các bạn phải sử dụng là gì, tối thiểu là 0.005 ETH mới được các bạn ha. Rồi sau khi các bạn làm xong và nó đã chuyển tiền sang đến ví của các bạn thì các bạn chỉ việc verify là các bạn hoàn thành, thì các bạn hãy được mine một cái NFT ở đây. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ thứ 8 ở trên Starnet.quest. Ngoài ra mình có gửi đến thêm các bạn là cái trang web mà của cái chuỗi nhiệm vụ của Stalen các bạn ha. Thì với cái chuỗi nhiệm vụ của Stalen này thì các bạn cố gắng tham gia, đừng để sót cái gì ha. Thì mình nói như vậy, nhưng mà cái thằng Snotra ở cái video trước mình đã làm video cho các bạn á, thì thằng Snotra này nó thông báo là gì, quá nhiều người gửi tiền và khi mà đạt đến cái định mức của nó thì nó không cho các bạn truy cập vào để làm nữa. Và khả năng là do hôm đó là chúng ta đã truy cập vào khá trễ và chúng ta sẽ không làm được. Và ngay như mình thì mình cũng không có hoàn thành được cái nhiệm vụ này các bạn ha. Thì mình cũng chúc mừng nếu như bạn nào đã kiên trì và hoàn thành được cái nhiệm vụ này và claim được cho mình cái NFT. Thì tiếp theo tuần vừa rồi, đó là cái NFT liên quan đến MySwap. Thì các bạn phải add liquidity $5 hoặc là 0.0 hình như là 0.003 ETH các bạn ha. Thì cái nhiệm vụ này mình có hoàn thành và đã snapshot và mình chờ để có thể là claim được cái NFT này mà thôi. Thì do mình khá là bận và thời gian của một cái nhiệm vụ này có khoảng 2 ngày cho nên là mình đã không kịp gửi đến các bạn. Rồi thì tiếp theo thì chúng ta sẽ chờ cái nhiệm vụ là gì đó, FE Growth gì đây ha. Thì khi mà nhiệm vụ nó được post lên thì mình sẽ tranh thủ làm video hướng dẫn các bạn để cùng các bạn hoàn thành để có thể claim được cái NFT này. Rồi thì để biết được thì các bạn hãy cố gắng lưu lại cái trang web này, ở cái trang web mà để chúng ta có thể claim được cái NFT. Và các bạn hãy theo dõi Twitter của Starnet tức cái này hơi khó đọc các bạn ha. Đấy, thì theo dõi cái Twitter để khi mà có nhiệm vụ thì các bạn tranh thủ làm ha. Thì các bạn cố gắng để ý giùm mình, vì đôi khi có những lúc là mình có việc cho nên mình không thể gửi đến cho các bạn một cái video kịp. Thì các bạn hãy cố gắng, khi các bạn thấy thì các bạn hãy tranh thủ tự mà làm luôn ha. Rồi mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trên những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.